Loa 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 loa, chuyện làng chuyện giả, thượng hạ Tây Đông, phụ nữ đàn ông cùng nhau tham gia cuộc thi kể chuyện. Loa 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 loa, nhà vua ban chiếu chỉ, người nào thắng cuộc thi sẽ được thưởng 1000 đồng tiền vàng. Loa 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 loa. Quân lính đang lo báo ầm ĩ chuyện gì đó các ông các bà. Nhà vua đang tìm người vào cung kể chuyện cho người nghe đó. Giải thưởng rất là lớn à. Đúng thế, nghe nói nhà vua rất thích nghe những câu chuyện ly kỳ. Ngài ấy sẽ thưởng hẳn 1000 đồng tiền vàng cho những ai kể chuyện hay nhất. Nhưng chỉ có điều là... Có điều gì đặc biệt sao bác? Đó là phải kể những câu chuyện không bao giờ có kết thúc. Nếu ai làm được điều ấy thì sẽ được thưởng rất hậu hĩnh, còn nếu không thì sẽ bị chặt đầu. Trời, thật vậy sao? Thảo nào, tôi thấy binh lính rầm rập cả ngày bắt bớ, đánh đập và bỏ tù những kẻ ngông cuồng dám vào cung kể chuyện cho nhà vua. Thua gan, đào phủ đâu, chém. Xin nhà vua tha mạng cho tiểu dân, nhưng mà yêu cầu của nhà vua thật quá vô lý. Người nói ta vô lý sao? Dân thưa nhà vua, câu chuyện nào dù hay và hấp dẫn đến mấy cũng phải có kết thúc. Giống như dần mặt trời cũng phải có giây phút lặn xuống chân núi vậy. Nhà vua không nói chơi. Ngươi đã vi phạm quy tắc ta đặt ra từ đầu thì ngươi đáng bị trị tội. Mang hắn đi. Không, xin nhà vua tha tội. Đưa người khác vào cho ta. Dạ thưa nhà vua. Và rồi họ lấy nhau. Câu chuyện hay đó. Nào, kể tiếp đi. Dạ, dạ thưa nhà vua. Sau đó họ hạ sinh được một người con trai và một người con gái. Người con gái xinh đẹp như tiên nữ giang trần. Và sau đó cô ta may mắn gặp được một người đàn ông giàu có để kết hôn. Được rồi, kể vào câu chuyện chính cho hấp dẫn đi nào. Nhanh lên. Dạ, còn người con trai cũng tìm được một công việc ở một trang trại chăn dê. Cuộc sống của anh ta cũng nhàn hạ qua ngày ạ. Thế sau đó thì sao? Tiểu dân chưa nghĩ ra sẽ kể tiếp thế nào. Tiểu dân đã kể cho nhà vua nghe liên tục cả 2 ngày nay. Dư dận. Trên đời này có bao nhiêu con người thì sẽ có bấy nhiêu câu chuyện. Như vậy có mà cả đời người cũng không kể hết được. Đó là người bất tài vô dụng. Lôi hắn ra chém đầu cho ta. Xin nhà vua tha mạng cho chúng tiểu dân. Tiểu dân đã biết tội của mình. Xin nhà vua lượng tình. Xin nhà vua hãy cho tiểu nhân con đường sống. Người tiếp theo. Dạ, từ khi nhà vua ra lệnh tổ chức cuộc thi kể chuyện, đã có hàng trăm người bị chặt đầu, nên hôm nay không có ai dám vào cung nữa ạ. Đúng là một lũ vô dụng. Không làm được chuyện gì hết. Chuyện đơn giản thế mà không làm được. Nếu không tìm ra ai kể chuyện cho ta nghe thì các ngươi sẽ là người kể. Và nếu không kể được, chính các ngươi sẽ bị chặt đầu. Trời ơi, yêu cầu gì mà vô lý vậy? Chuyện nào mà không có kết thúc chứ. Làm gì có chuyện nào mà kể mãi không hết. Ông có nói nhỏ cái miệng không, lại bị trị tội bây giờ. Ở đây ta dắt mạch rừng. Nhưng nếu không tìm được người vào cung kể chuyện cho nhà vua nghe thì ai sẽ là người hứng cơn thịnh nộ kinh hoàng này đây? Hy vọng ngày mai sẽ có người vào cung kể chuyện. Nếu không chúng ta sẽ sớm bị trị tội mất thôi. Dạ bẩm nhà vua, có người này muốn thử sức cuộc thi kể chuyện. Người có chắc là có thể kể được câu chuyện như ta mong muốn chứ? Dân thưa nhà vua, tiểu dân tuy không được học hành nhiều, nhưng tiểu dân có biệt tài kể chuyện. Ai xưa nay cũng khen hay hết ạ. Anh ta lại có kết cục thảm rồi. Toàn những người có học vấn uyên bác mà còn không thể kể được câu chuyện mà nhà vua yêu cầu. Đúng thế, đằng này chỉ là một anh nông dân, ngày ngày quanh quẩn với ruộng vườn thì biết kể cái gì chứ. Được rồi, hãy bắt đầu kể chuyện của người đi, ta đang chờ đây. Dạ, trước khi tiểu dân bắt đầu kể chuyện của mình, xin nhà vua đồng ý với tiểu dân một chuyện. Chuyện gì vậy? Cho đến khi tiểu dân chưa kết thúc câu chuyện thì nhà vua không được ăn uống và nghỉ ngơi. Nhà vua hãy tập trung nghe câu chuyện này mới có thể thấy nó hay và bất ngờ thế nào ạ. Yêu cầu thật đơn giản. Ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Ta chỉ sợ ngươi bị chém đầu trước khi ta kịp đói bụng đấy. Nào, bắt đầu đi. Ngày xưa có một ông vua có một kho lương thực khổng lồ. Nghe nói tất cả người dân sống trên đời này đều không thể nào sử dụng hết được. Kho lương thực đó thần kỳ ở chỗ cứ mất đi bao nhiêu hạt thóc thì lại đầy trở lại. Cho nên quốc gia đó coi kho lương thực chính là bảo vật quý nhất trên đời. Nghe hấp dẫn đó. Nào, kể tiếp đi. Nhưng bất ngờ thay, một hôm trong cung xuất hiện một con chuột rất tinh khôn. Dù đã huy động bao nhiêu lực lượng binh lính tinh nhuệ nhất, nhưng không ai có thể bắt được con chuột đó. Nó bò từ hang vào kho lương thực một cách khéo léo. Nó đào xuyên qua tường cho đến được nơi chứa các bao thóc. Con chuột liền tha thóc từ kho về hang. Rồi nó lại từ hang bò đến kho thóc. Rồi lại tha thóc về hang. Rồi nó lại... Rồi sao nữa? Rồi con chuột lại từ hang vào kho lương thực một cách khéo léo. Nó đào xuyên qua tường kho đến nơi chứa các bao thóc. Con chuột liền tha thóc từ kho về hang. Rồi nó lại từ hang bò đến kho thóc. Và lại tha thóc về hang. Rồi nó lại... Ôi, sao mãi chưa hết cái đoạn con chuột thế này chứ? Rồi ngươi có bắt được nó không? Xin nhà vua cứ bình tĩnh. Phải hết đoạn này mới sang đoạn khác được. Sau khi tha được về hang, nó lại tiếp tục bò vào kho lương thực. Khoan đã, nếu cần hết đoạn con chuột này thì bao giờ mới tha xong cái kho lương thực đó? Cho ta nghỉ một chút uống miếng nước đã. Thưa nhà vua không được, chỉ cần qua đoạn này là vào đoạn hấp dẫn rồi. Nhà vua cần tập trung, thần lại đang có hứng kể, không thể ngừng được. Thôi được rồi, người kể tiếp đi. Con chuột liền tha thóc từ kho về hang, rồi nó lại từ hang bò đến kho thóc và lại tha thóc về hang. Con chuột liền tha thóc từ kho về hang. Rồi nó lại từ hang bò đến kho thóc và lại tha thóc về hang. Rồi nó lại... Khoan đã, ngươi từ từ hãy kể. Tao đói bụng quá, nghỉ một chút. Ta thức cả đêm rồi, ta cần ăn xong mới nghe được tiếp. Dạ không được, tiểu dân đã bảo nhà vua ngay từ đầu rồi. Chúng ta không thể nghỉ được. Tiểu dân tiếp tục đây ạ. Khi nào câu chuyện này kết thúc, nhà vua mới được nghỉ. Sắp đến đoạn hấp dẫn rồi đây ạ. Con chuột bò từ hang vào kho lương thực một cách khéo léo. Nó đào xuyên qua tường kho đến các nơi chứa bao thóc ha. Con chuột liền tha thóc từ kho về hang. Rồi nó lại từ hang bò đến kho thóc và lại tha thóc về hang. Rồi nó lại... Thôi được rồi, ngươi đã thắng cuộc. Ta thấy đúng là một câu chuyện kể mãi không hết. Mau thưởng cho hắn ta 1000 đồng tiền vàng, rồi cho anh ta về quê sớm đi. Ta không thể chịu đựng nổi nữa. Dạ, cảm tạ nhà vua. May mà đã hết câu chuyện rồi, nếu không ta sẽ chết vì đói mất. Vậy là anh nông dân đã thắng cuộc với thử thách kể chuyện của nhà vua. Anh sung sướng về nhà với phần thưởng lớn. Ai ai cũng thở phào vì thoát nạn. Còn nhà vua thì sợ nghe kể chuyện đến già. Ông không còn bắt ai kể một câu chuyện mãi không hết nữa. Đứa con khác lạ. Hoàng Minh, nhất cậu rồi nhé. 30 tuổi sự nghiệp dã dang, con khôn, vợ thì đẹp như hoa hậu. Cậu lại nói quá rồi. Mình nghe nói vợ cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không có họ hàng thân thích. Một mình lên thành phố lập nghiệp rồi gặp cậu đúng không? Đúng là chân dài lại gặp đại gia. Ông trời đúng giỏi xe duyên. Có mà chân dài đánh hơi thấy đại gia thì có. Mình và Hương Ly gặp nhau trong công việc. Cô ấy trước khi gặp mình là một người đầy tự tin và bản lĩnh trong công việc. Chỉ từ một lần làm việc với cô ấy mà mình đã chủ động liên lạc. Khi biết được hoàn cảnh của cô ấy, mình lại càng khâm phục cô ấy hơn. Nhưng cậu cũng thừa nhận là cậu mê nhan sắc của cô ấy nữa đi. Cái này thì mình thừa nhận, vì cô ấy đẹp quá mà. Nhưng sắc đẹp đó là món quà thêm vào thôi. Mình vẫn yêu con người của cô ấy hơn tất cả. Thôi các ông đừng nói nữa, mắc công người ta lại khen vợ hết ngày mất. Trông kìa, kỳ lạ chưa kìa. Bố mẹ thì đều đẹp 1.9 1.10 thế kia, mà con gái họ lại không giống bố, cũng chẳng giống mẹ. Mọi người nhìn xem, con bé đó có cái mắt một mí, làn da ngăm đen, răng thì vẩu, mũi thì tẹt, nhìn không một nét nào từ bố hay mẹ cả. Thật kỳ lạ quá. Có khi nào Hoàng Minh bị cắm sừng không các cậu? Ý cậu là con bé không phải là con của Hoàng Minh đó hả? Các cậu đừng suy diễn tào lao nữa. Tào lao gì? Cậu nghĩ xem, con bé chắc chắn là con của vợ Hoàng Minh sinh ra, nhưng nó lại không giống mẹ bất cứ điểm nào. Thế thì chỉ có thể là nó giống bố hoàn toàn thôi. Nhưng các cậu nhìn xem, con bé không giống Hoàng Minh một điểm nào. Thế thì chỉ có thể là... Quả thực, con bé quá khác hai vợ chồng mình. Nhưng biết đâu là sinh lạnh của vợ hoặc mình thì sao? Muộn thế này rồi, ai còn nhắn tin cho vợ mình nhiều vậy? Cái gì thế này? Tin nhắn từ số lạ. Điện thoại vợ mình lại cài mật khẩu. Vợ mình lâu nay chỉ ở nhà nội trợ chăm con. Bạn bè của cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mối quan hệ của cô ấy bên ngoài, mai cô ấy hẹn gặp người đàn ông nào đấy? Nếu là bạn bè, người quen bình thường thì tại sao lại không lưu tên vào danh bạ, mà lại hiện số lạ như vậy? Có gì mờ ám, mới phải thế chứ. Anh làm cái gì thế? Anh đọc tin nhắn của em à? Sao em lại hốt hoảng như vậy? Em hốt hoảng bao giờ? Em chỉ đang hỏi anh thôi mà. Điện thoại em có cài mật khẩu, anh làm sao mà vào đọc tin nhắn được? Nhưng điện thoại em có điều gì mà anh không thể đọc được à? Em không có ý đó. Chỉ là mấy đứa bạn em đang nhắn tin nói xấu chồng ấy mà. Bọn em chỉ tám chuyện đùa vui thôi. Em sợ anh đọc được lại hiểu nhầm thôi. Ừ, không sao đâu. Tại sao cô ấy lại nói dối? Giám đốc, chuyện riêng hôm qua anh nhờ tôi điều tra. Tôi đã đi theo cô Hương Ly. Quả thực cô ấy hẹn gặp một người đàn ông ở quán cà phê à? Cái gì thế này? Thật không ra thể thống gì cả. Trông họ thân thiết, gần gũi, cứ như là tình nhân ấy giám đốc à? Thế cậu đã điều tra ra người đàn ông ấy là ai chưa? Theo như tôi điều tra thì người đàn ông này là bác sĩ chính của thẩm mỹ viện Hoàng Mỹ, và cô Hương Ly đang là khách hàng VIP tại đây. Tuần nào cô ấy cũng đến thẩm mỹ viện này 3-4 lần. Chuyện làm đẹp thì có cái quái gì gấp gáp mà phải gặp riêng bác sĩ ở ngoài, lại còn thân mật gần gũi thế này nữa. Tôi nghĩ quan hệ của họ không đơn giản đâu à. Có khi đến thẩm mỹ viện cũng chỉ là cái cớ để gặp nhau thôi giám đốc. Cậu nói xem, tôi đối với vợ mình có việc không tốt mà cô ta lại cắm sừng tôi như vậy. Hôm nay tôi phải hỏi cô ta cho ra lẽ mới được. Giám đốc, anh cứ bình tĩnh đi, đừng đánh trán động cỏ. Phụ nữ đã ngoại tình thì họ có nhiều lý lẽ để chối cãi lắm. Để em theo dõi thu thập thêm bằng chứng để cô ta không thể chối cãi được. Được rồi, thưa kỹ lương, cậu hãy theo dõi thêm cho tôi. Có gì báo tôi ngay. Vâng, thưa giám đốc. À, em này, dạo này ở nhà có chán không? Thỉnh thoảng hãy đi thư giãn spa, thẩm mỹ viện, làm đẹp chẳng hạn. Không. Em cần gì phải đi thẩm mỹ viện chứ? Anh thấy em xấu đi rồi à? Nghe đến thẩm mỹ viện là cô ta giật mình, như trúng tim đen vậy. Ồ, không, chỉ là anh muốn em có thời gian thư giãn thoải mái thôi. Bạn anh giới thiệu cho anh thẩm mỹ viện Hoàng Mỹ có vẻ uy tín. Để cuối tuần anh đưa em đi nhé. Không, em không đi đâu. Sao vậy em? Chỉ là vợ chồng mình đi thư giãn thôi mà. Dạo này anh cũng đau mỏi người lắm. Em không thích đi mấy chỗ đó. Thôi, em chiều anh, đi một lần đi mà. Anh quyết rồi đấy, cuối tuần anh đưa em đi. Em đã nói là em không đi đâu mà. Anh đừng ép em không thích đâu. Được lắm, cô sợ bị bại lộ chứ gì. Tôi đã biết hết tất cả rồi. 1 tuần sau. 1 tuần qua, tôi đã theo dõi cô Hương Ly 24/24. Nhưng lạ lắm giám đốc ạ. 1 tuần qua cô Hương Ly không hề gặp riêng vị bác sĩ kia một lần nào nữa. Sao lại như vậy? Họ không hề hẹn hò riêng sao? Cậu có theo dõi sát sao không đấy? Dạ, em đâu dám lơ là. Ngoài thẩm mỹ viện ra, họ gần như không có gì liên quan đến nhau. Vị bác sĩ kia cũng có vẻ là tiếp người của gia đình. Cứ tan làm là anh ta về thẳng nhà với vợ con. Sao lại thế được? Rõ ràng 10/10 là họ ngoại tình với nhau mà. Chẳng lẽ tôi đã quá đa nghi mà nghi qua cho cô ấy rồi sao? Nhưng giám đốc, tôi lại phát hiện ra một chuyện này muốn báo với anh. Nó còn kinh khủng hơn đấy à. Hôm qua tôi phát hiện cô Hương Ly có đến gặp người này. Biểu hiện của cô Hương Ly khi đến đây rất khả nghi, lén la lén lút. Ông để ý kỹ gương mặt người đàn ông này đi ạ. Người này tôi chưa từng gặp bao giờ. Nhưng trong ông ấy... Trời ơi! Cậu có thấy ông ấy và con gái tôi trông rất giống nhau không? Tôi cũng đang muốn nói chuyện này với giám đốc đây ạ. Người đàn ông này có hơi lớn tuổi, nhưng quả thực con gái ông giống hệt ông ta. Có khi nào... Trời ơi! Sao cô ta dám làm những chuyện kinh khủng như vậy sau lưng tôi? Giám đốc, anh bình tĩnh đi. Thư ký Lương, giờ cậu giúp tôi đi làm xét nghiệm ADN của tôi và con gái mình ngay lập tức. Có kết quả gửi ngay cho tôi. Vâng ạ. Sau đó cậu tiếp tục theo dõi và điều tra mối quan hệ của vợ tôi với người đàn ông này. Tôi muốn biết tất cả về ông ta. Ông ta có gì hơn tôi mà cô ta? Cô ta dám phản bội tôi chứ? Vâng, thưa giám đốc. Con gái, đây là họ hàng bên ngoại của chúng ta. Con nói chuyện với ông đi. Con có biết đó là ai đâu. Con ngại lắm, con không nói chuyện đâu. Sao con lại ngại? Chúng ta là một gia đình mà con. Cô đúng là thứ phụ nữ lăng loàn. Cô thật sự đã cắm sừng sau lưng tôi. Giờ cô còn muốn cho con bé nhận bố ruột của nó đúng không? Anh nói gì vậy? Cô còn định chối à? Tôi vốn không nghĩ nhiều khi con gái tôi càng lớn càng không một nét nào giống tôi và cô. Cho đến khi tôi thấy cô gặp gỡ người đàn ông có gương mặt y đúc con gái tôi. Cô giải thích đi, nó là con của ai? Con gái, con về phòng học bài đi. Mẹ và bố có chuyện phải nói với nhau. Vâng ạ. Em không biết anh đang hiểu nhầm chuyện gì. Nhưng nó là con gái anh. Cô còn già mồm chối cãi sao? Để tôi có bằng chứng xác thực 10/10. Xem cô còn gì để nói với tôi. Alo, tôi nghe. Đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi ạ. Con bé đúng là con của anh, giám đốc ạ. Tỷ lệ huyết thống là 99,99%. Cái gì? Vậy còn người đàn ông có nét giống con gái tôi mà vợ tôi lén lút gặp là ai? Tôi đã điều tra lai lịch của người đàn ông ấy và phát hiện ra một chuyện rất bất ngờ. Cô Hương Ly từng có trong hộ khẩu của ông ấy với quan hệ là bố con. Cái gì? Bố con sao? Vâng ạ. Điều này có thể lý giải vì sao con gái anh lại giống ông ấy. Anh thực sự chưa gặp bố vợ mình bao giờ sao? Hương Ly, chuyện này là sao em? Chẳng phải em nói là em là trẻ mồ côi sao? Bố... sao bố em lại vẫn còn sống? Anh đã cho người theo dõi em ư? Đúng, anh đã theo dõi em. Nhưng tại sao em lại nói dối anh? Chuyện em đi thẩm mỹ viện là gặp ai? Rồi chuyện bố, tại sao em lại có quá nhiều bí mật như vậy? Chúng ta có là vợ chồng không? Có lẽ đã đến lúc em phải nói tất cả sự thật với anh. Em cũng mệt mỏi lắm vì cứ phải nói dối anh. Thật ra trước khi gặp anh, em đã phẫu thuật hoàn toàn gương mặt mình để có thể trở nên xinh đẹp. Em nói cái gì? Anh có biết gương mặt của em trước kia thế nào không? Con gái chúng ta thật ra giống y hệt em trước kia. Thật là bất hạnh. Em bình tĩnh lại đi. Em kể cho anh nghe mọi chuyện đi. Trước khi gặp anh, em đã rất xấu xí. Vì sự xấu xí đó mà mọi cơ hội về tình yêu hay công việc em đều đánh mất. em đã đưa ra một quyết định lớn của đời mình. Đó là đi vay một khoản tiền rất lớn và thực hiện hàng trăm cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để cuối cùng có được gương mặt xinh đẹp này đây. Sau khi có gương mặt xinh đẹp, cuộc sống của em thuận lợi vô cùng. Em có công việc tốt, em tự tin và chăm chỉ làm việc để trả hết số nợ lớn kia. Và thật may mắn là em gặp được anh, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng em biết, anh sẽ không bao giờ chấp nhận quá khứ đó của em, gương mặt thật của em. Nên em đã giấu anh đến tận bây giờ. Em biết anh yêu em, lấy em, một cô gái tỉnh lẻ không gia thế, cũng chỉ vì gương mặt xinh đẹp này thôi. Nên em không thể để khuôn mặt này xuống sắc. Thời gian gần đây, em liên tục đến thẩm mỹ viện để trùng tu lại. Em không muốn mình xấu xí, vì em không muốn mất anh. Em là một đứa con gái bất hiếu, vì em có gương mặt giống bố, nên em sợ anh sẽ phát hiện khi gặp ông ấy. Em đã nói dối anh là em mồ côi. Em cắt đứt mọi liên lạc với họ hàng và bạn bè cũ để anh không phát hiện ra quá khứ của mình. Điều duy nhất em có thể làm là lén đưa ba mẹ lên đây, chu cấp cho ba mẹ cuộc sống đầy đủ và lén lút gặp họ. Em biết mình làm vậy là sai, nhưng em đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Ai nói với em rằng anh yêu em chỉ vì em xinh đẹp? Ai nói với em rằng anh sẽ bỏ rơi em chỉ vì gương mặt và quá khứ trước kia của em chứ? Em biết không, khi anh gặp em quả thật rất xinh đẹp. Nhưng xung quanh anh lúc đó cũng không thiếu những cô gái xinh đẹp vây quanh. Nhưng anh lại chỉ yêu em vì con người của em, vì em mạnh mẽ, thông minh và hiểu chuyện, khác tất cả những cô gái khác. Vì vậy, tình cảm đó sẽ chẳng có gì thay đổi, dù cho gương mặt của em có như thế nào. Thật sự là vậy sao? Và từ nay, xin em đừng bận tâm hay suy nghĩ gì nữa. Chúng ta chỉ cần thật lòng yêu thương nhau là đủ. Em xin lỗi, em thật là ngu ngốc. Người cảnh báo tương lai. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, năm 1910. Báo đây, bưu điện qua Nam buổi sáng đây. Tin nóng hổi, dịch viêm phổi lạ xuất hiện dọc đường sắt Mãn Châu đây. Con trai tôi, hãy cứu con trai tôi, trời ơi. Con của bà, anh ấy đã chết rồi, xin bà đừng chạy theo nữa. Nó chưa chết, nó vừa còn nói chuyện, vừa còn thở. Các anh, xin hãy cứu nó. Nó còn đang khỏe mạnh cơ mà. Không, nhất định là nó chưa chết. Xin các anh, hãy... Kìa bà sao vậy? Mọi người ơi, bà mẹ cũng đang có dấu hiệu khó thở. Mau đưa bà ấy vào bệnh viện. Đại dịch viêm phổi xuất phát từ khu hồ Baikal của Nga, lan xuống dọc thị trấn đường sắt Mãn Châu. Con số tử vong đã lên đến 60.000 người. Thật nguy hiểm. Các triệu chứng ban đầu đều là đau đầu, khó thở, sốt cao, nôn khan, dần dần là ngạt thở. Tình hình đang ngày càng khó kiểm soát. Nghe nói chính quyền mời bác sĩ trẻ Ngũ Liên Đức từ Malaysia đi du học Anh về đây để đặc biệt chỉ đạo chống dịch quả lần này. Anh ta đâu? Sợ quá nên trốn rồi à? Bác sĩ Đức đang khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân và cơ chế lây nhiễm. Lát nữa sẽ quay lại đây thông báo cho chúng ta. Các ông có còn thể diện nữa không? Cả một hội đồng y khoa, toàn những người lớn tuổi có kinh nghiệm mà lại để một tay bác sĩ trẻ măng mới tốt nghiệp đến chỉ đạo. Thật chẳng ra làm sao. Mesny à, chẳng phải trước khi Liên Đức tới đây, ông đã được bổ nhiệm làm chức trưởng phụ trách chiến dịch này hay sao? Nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn tồi tệ. Dịch vẫn tiếp tục hoành hành, nên họ mới phải trao quyền cho Liên Đức. Ông nói cái gì? Chính các ông cũng nói rằng dịch bệnh đang càng ngày càng khó kiểm soát. Vậy mà giờ lại đổ trách nhiệm cho tôi à? Nhưng tôi nghĩ thay vì ngồi đây nghi ngờ năng lực của Liên Đức, tại sao chúng ta không cho cậu ấy cơ hội làm sáng tỏ mọi chuyện và khẳng định bản thân? Hay ông đang ghen tị với cậu ta? Này, cậu đừng có ăn nói linh tinh. Tôi là ai mà phải ghen tị với tài bác sĩ còn hôi sữa ấy? Báo cáo hội đồng y khoa, tôi vừa phát hiện vi khuẩn Yersinia Pettis trong mô cơ thể nạn nhân và kết luận đây là dịch hạch phổi. Ngũ Liên Đức, chúng tôi biết điều đó lâu rồi. Anh không có kết luận gì mới hơn sao? Chắc chắn bệnh này lây từ người sang người qua hơi thở hoặc các dịch cơ thể. Thật lạ lùng, dịch hạch chỉ có thể lây từ chuột, từ bọ chét sang người thôi. Bác sĩ Liên Đức trước đến giờ đều như vậy. Đúng vậy, làm gì có chuyện lây từ người sang người cơ chứ. Điều này mới chỉ do anh phán đoán, chưa có kết quả chính xác. Tôi được biết anh tốt nghiệp trường y của Đại học Cambridge đúng không? Nhưng anh đang phát biểu hồ đồ rồi đấy. Ngài Mesny, vậy xin ngài cho tôi biết tại sao dịch lại lan nhanh với diện rộng như vậy? Ai cũng biết dịch bắt đầu từ các thị trấn ven đường sắt. Có thể khởi nguồn của dịch bệnh là đám lòng thú hoang dã vận chuyển từ miền Đông Bắc về đây. Đám lòng thú ấy chắc chắn là khởi nguồn của bệnh dịch. Tuy nhiên, khoảng thời gian phát hiện bệnh, có phải ai cũng tiếp xúc với lòng thú trên những chuyến xe lửa đâu cơ chứ? Còn những người không hề ở trên xe lửa mà vẫn phát bệnh thì sao? Tôi khẳng định, bệnh viêm phổi này nguy hiểm hơn bất cứ thể dịch hạch nào khác. Tôi không tin. Nếu người lây sang người, có lẽ cả 4 tháng này tôi đã chết rồi. Mesny, xin hãy nghe tôi. Nếu muốn giữ mạng sống, chúng ta còn phải cứu các bệnh nhân khác nữa. Tôi là bác sĩ có chuyên môn tốt, đã được thẩm định từ nhiều năm nay. Tôi biết rõ mình cần phải làm gì. Anh không phải dạy đời tôi chuyện giữ mạng sống, anh Liên Đức à. Bệnh nhân ngày càng nhiều, thăm khám còn không xuể. Nếu bây giờ bác sĩ không tự bảo vệ mình và ngã bệnh, thì còn ai chữa trị cho mọi người nữa chứ? Bác sĩ Mesny, bác sĩ Liên Đức bảo tôi mang đến cho anh đồ phòng hộ, dặn anh phải cẩn thận khi khám cho người nhiễm bệnh ạ. Thật dơ dẫn, mang dứt hết cho tôi. Nhận đồ bảo hộ chẳng khác nào tôi thừa nhận những luận điểm vô căn cứ của cậu ta sao? Nhưng bác sĩ Mesny, tôi nghĩ ông nên cẩn thận thì hơn. Những lời bác sĩ Liên Đức nói rất có lý. Đến cả cô cũng muốn dạy tôi làm điều đúng đắn à? Xin lỗi, tôi là bác sĩ có thẩm quyền cao nhất ở đây. Dạ, thưa bác sĩ Mesny, tôi không có ý đó. Cô nghĩ tôi sẽ nghe theo những lời nhảm nhí của tên thầy thuốc non nớt ấy sao? Nếu cô không dứt, thì tôi sẽ dứt. Nguy rồi, mình sao thế này? Tự dưng mình lại ho nhiều vậy chứ? Ngực còn hơi đau nữa. Có lẽ chỉ là do mình quá lao lực. Sao lại đau đầu dữ dội và khó thở thế này? Lẽ nào những lời Liên Đức nói là thật? Bác sĩ Mesny, ông sao thế? Đừng vào, đừng lại gần tôi. Nếu cô muốn sống, hãy nói với Liên Đức là tôi đã sai rồi. Bác sĩ Mesny, ý ông là sao ạ? Trời ơi, bác sĩ Mesny! Nhanh lên mọi người, mau khiêng vào phía bên này. Bác Bác sĩ Mesny đã tử vong rồi ạ. Trời ơi, mới vài ngày trước ông ấy còn khỏe mạnh cơ mà. Lẽ nào ông ấy cũng bị nhiễm bệnh? Chuyện gì xảy ra thế này? Chúng ta đang ở cái địa ngục nào đây? Bao giờ sẽ đến lượt chúng ta chứ? Có lẽ nào chuyện mà mình dự đoán đã xảy ra. Giới y tế quốc tế đang sốc đẳng vì cái chết của Mesny. Ông ấy đã không thực hiện các biện pháp phòng bị an toàn khi khám bệnh suốt một tuần qua, khi mà tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng đông. Liên Đức, chúng tôi sai rồi. Đúng như anh nói, dịch viêm phổi này lây từ người sang người. Chuyện đã xấu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Không ai ngờ một bác sĩ giỏi như Mesny lại bỏ mạng ở giữa tâm dịch. Đây là điều đáng tiếc của giới y khoa quốc tế. Chúng ta phải làm gì đây? Liên Đức, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Số lượng ca bệnh đã tăng mất kiểm soát. Cứ tình hình này thì những người bệnh sẽ lây lan cho rất nhiều người khác. Điều ngay bây giờ phải làm là cần thực hiện cách ly ngay tất cả những người nghi nhiễm ở khu vực riêng. Nhưng nguồn lây nhiễm sẽ không dừng lại trong thành phố rộng lớn này. Anh đã nhớ, các đoàn xe lửa đều tới từ nhiều thành phố khác. Nếu chúng ta không kiểm soát lượng người ra vào từ nơi khác thì mọi thứ ta nỗ lực sẽ chỉ là công cốc. Anh nói đúng. Tôi sẽ thuyết phục giới chức thành phố áp đặt lệnh cấm đi lại. Gì cơ? Anh muốn chính quyền Cáp Nhĩ Tân chúng tôi cấm hết các đoàn tàu lưu thông qua thành phố? Tôi chưa từng thấy lịch sử có nơi nào chống dịch bệnh như vậy. Anh có bị mất trí rồi không? Anh có biết những đoàn tàu chở hàng hóa đó nuôi sống một nửa thành phố này không? Chúng tôi chưa chết vì bệnh, đã chết vì chết đói đấy. Tôi lo lắng cho sự an nguy của các vị. Chẳng biết khi nào dịch sẽ gõ cửa đến chúng ta. Bác sĩ Mesny đã qua đời. Nếu không hành động, rồi sẽ đến lượt tôi, đã sẽ đến lượt chính các vị đó. Ngay thời điểm này, sinh mạng là quan trọng. Xin hãy nghe tôi. Anh đe dọa tôi đấy ư? Được, chúng tôi sẽ đóng cửa dịch vụ đường sắt đến Cáp Nhĩ Tân. Nếu vẫn không dập được dịch, chứng tỏ anh bất tài, vô dụng, điên rồ. Mọi hậu quả xảy ra là do anh. Lúc đó, anh không những phải chịu trách nhiệm trước sinh mệnh của người dân, mà còn cho cả sự đình trệ giao thông, kinh tế của thành phố. Cả tháng nay đường sắt đóng cửa, thành phố này hoang vu như là thành phố chết vậy. Vậy mà số ca tử vong vẫn tăng là sao? Anh ơi, anh đừng đi. Ở lại với mẹ con nghe. Anh ơi. Thành phố vẫn chìm trong tang tốc. Lẽ nào chúng ta bất lực để họ chết dần như thế này sao? Về này bác sĩ Liên Đức, e là chẳng còn mặt mũi nào ở đây thêm nữa. Vì sự tính toán nhảm nhí của anh ta mà số ca tử vong còn tăng nhiều hơn trước. Thưa bác sĩ Ngũ Liên Đức, chính quyền thành phố mời ngài về làm việc về tình trạng số ca tử vong vì dịch bệnh ngày càng tăng. Trong khi đã thực hiện chủ trương đóng cửa dịch vụ giao thông đường sắt như ngài nói, họ muốn sự giải thích và chịu trách nhiệm của ngài. Đưa Liên Đức đi lúc này là sao? Vậy ai sẽ chỉ đạo chống dịch? Liên Đức là người có thẩm quyền cao nhất để chỉ đạo chúng tôi. Việc đó chúng tôi chưa được rõ. Vậy các anh phải có biện pháp nào khả quan hơn việc đưa Liên Đức đi vào đúng ngay lúc này, khi chúng tôi cần anh ấy nhất chứ? Nguyên nhân là do đâu nhỉ? Tại sao đã thực hiện các biện pháp an toàn mà dịch vẫn bùng phát tệ hơn? Số người tử vong chôn cất không xuể. Những thi thể người tử vong đang ở đâu? Vẫn chưa chôn hết. Hiện đang tập trung ở cánh đồng đằng sau ga tàu. Chúng ta chưa đủ nhân sự để chôn cất hết lượng tử thi khổng lồ đó. Nơi đó chính là cái ổ hoàn hảo cho virus và vi khuẩn. Cần phải xử lý gấp, đem quả tán hết ngay. Nếu không dịch bệnh sẽ còn lây lan tiếp đó. Nhưng số lượng quá lớn, làm sao có thể? Hãy nghe tôi, đây chỉ là biện pháp cuối cùng ta cần làm. Hãy chuẩn bị 3.000 cỗ quan tài, càng sớm càng tốt. Liên Đức, anh điên rồi. Xin hãy về báo cáo với cấp trên của các anh. Hãy cho tôi thực hiện điều cuối cùng này để kiểm soát dịch bệnh. Tôi hứa sau khi xong xuôi sẽ chủ động gặp các vị ấy để giải trình. Đây là trách nhiệm của tôi. Nếu không, cả người thân và gia đình các anh cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôi sẵn sàng đem danh dự và uy tín của mình ra đảm bảo. Mình đã làm hết sức có thể. Hy vọng ổ dịch này sẽ nhanh chóng bị dập. Vào tháng 3 năm 1911, dịch bệnh đã được khống chế hoàn toàn nhờ có vị bác sĩ 32 tuổi. Liên Đức, nếu không nhờ có sự nhẫn nại và quyết liệt của anh, chẳng biết dịch bệnh sẽ còn hoành hành thế nào. Thật may mắn, mọi thứ đã đi vào kiểm soát. Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, dứt bỏ cái tôi của mình để học hỏi, và luôn nhớ rằng trong những tình huống éo le nhất luôn cần đến sự dũng cảm và kiên trì. Nỗ lực chống dịch viêm phổi ở Cáp Nhĩ Tân đã giúp ông được đề cử giải Nobel y học năm 1935. Câu chuyện của ông đến nay vẫn để lại nhiều bài học đắt giá cho y tế toàn cầu. Ông vẫn được nhắc tới như một người cảnh báo tương lai. Với những biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả, tại Cáp Nhĩ Tân, một bảo tàng đã được xây dựng để tưởng nhớ vị lương y tài hoa dũng cảm được mến mộ, người từng chiến thắng dịch bệnh cách đây hơn 100 năm. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của bác sĩ người Malaysia Ngũ Liên Đức tại Trung Quốc vào những năm đầu thế kỷ 20. Phát minh thép không gỉ. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Harry Besley, một chuyên gia luyện kim người Anh, người đã phát minh ra thép không rỉ inox ngày nay vào năm 1913. Chà, thật là kỳ diệu. Này nhóc, ở đây không phải nơi chơi cho cháu đâu, ra ngoài đi. Cháu chỉ nhìn thôi, không nghịch ngợm gì đâu ạ. Chú cho cháu ngồi xem một lát đi được không ạ? Cứ cho thằng bé vào đi, nó không nghịch ngợm gì đâu, hôm nào cũng thế. Xin vào nhìn chúng ta làm việc thôi. Thằng nhóc này cũng kỳ lạ, bao nhiêu trò chơi không thích, lại có cái sở thích quái đản là xem những thỏi sắt nóng nung đỏ trong lò. Vào đi nhóc, ngày nào cũng xem mà không biết chán à. Tương lai chú mày lại thành thợ trong xưởng sắt thép mà thôi. Cháu cảm ơn chú. Harry, suốt ngày giữ khư khư cục sắt ở trong tay làm cái gì? Con đã 11 tuổi rồi mà, cũng nên làm để giúp đỡ bố mẹ một chút chứ. Chuyện đó đồng nghĩa với việc con phải bỏ học, phải không ạ? Đành phải như vậy thôi. Con thấy đó, nhà ta rất nghèo. Mỗi ngày mẹ cố lắm, cũng giặt được từng này đồ không à. Kiếm được cũng chẳng là bao nhiêu. Bố của con sớm tối ở xưởng luyện kim, cho nên... Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Vâng, không sao, con hiểu rồi ạ. Mẹ biết con sẽ rất thiệt thòi vì con là đứa trẻ ham học. Mẹ đừng lo về con có thể vừa làm vừa học cũng được mẹ ạ. Con sẽ mượn sách về nhà và tự học. Tuần nào cậu cũng trốn việc ra xưởng đúc sắt để theo dõi, ngó nghiêng người ta làm dao kéo là sao? Con muốn làm việc nữa không đấy? Cháu xin lỗi. Không có nói nhiều, tôi cho cậu nghỉ việc luôn. Cậu đi giùm cho. Harry à, ngày mai con có thể bắt đầu công việc mới tại phòng thí nghiệm của James Taylor đấy con. Con sẽ làm gì ở đó vậy mẹ? Công việc rất đơn giản, đó là rửa ống nghiệm trong phòng lab của ông James. Mẹ hy vọng nó sẽ phù hợp với con. Ngày mai con hãy đến đó nhận việc nha. Ôi, ở đây nhiều chai lọ thế này, còn nhiều hơn ở cả quán rượu nữa. Đó là công việc của cậu đấy, hàng ngày rửa những chiếc chai lọ này cho tôi. Giá như là công việc ở xưởng luyện kim đúc sắt thép thì hay biết mấy. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng cậu hãy cứ làm việc đi. Tôi sẽ dạy cậu biết thêm nhiều thứ khác nếu cậu ham tìm hiểu và siêng năng. Vâng, cảm ơn ngài. Có vẻ rất say sưa với sắt thép. Cứ hễ giao việc gì liên quan đến thép là làm hăng say, không mệt mỏi, không nghỉ ngơi. Harry à, ta tặng cháu quyển sách này. Nó là sách số học đấy. Vì cháu ham học nên hãy cố gắng nha. Ta sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cháu trong việc học hành. Cảm ơn thầy. Cháu vừa gọi ta là gì cơ? Cháu sẽ không bao giờ quên ơn của ngài. ngài như một người thầy thật sự của cháu. Được làm việc tại phòng thí nghiệm này của ngài là một vinh dự của cháu. Có cơ hội tìm hiểu và tiếp xúc với nhiều người có học thức, điều mà cháu tưởng là sẽ không bao giờ có được từ ngày bị nghỉ học. Cố lên chàng trai, còn nhiều điều để cháu học hỏi đấy. Cháu sẽ có một tương lai tốt đẹp từ sự nghiêm túc này của mình. Những lần dạo chơi trong xưởng sắt thép thuở thơ ấu chính là điểm đầu cho một cuộc đời dành trọn cho thép của Harry Ridley mà không một chút phân tâm bởi các thú vui hay các kỳ nghỉ của trẻ thơ. Anh có thể dành cả đêm để làm việc chế tạo thép. Thép chính là tình yêu đích thực của Harry. Không để lãng phí một chút thời gian nào, Harry đã dành tất cả thời gian sau đó để vùi đầu vào sách và những thí nghiệm của riêng anh. Gần 20 năm sau. Nhờ đó, 20 năm sau, Harry Ridley đã nhận được thành quả sau những nỗ lực hết mình của anh. Xin chúc mừng Harry Ridley đã đoạt huy chương vàng Mesny, giải thưởng cao nhất được trao tặng bởi Viện Sắt Thép vì những đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp thép. Đây là một vinh dự lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi còn nhớ những ngày đầu sống trong phòng thí nghiệm, phân tích đủ các mẫu thép để có thể trở nên thành thạo. Thật xúc động khi biết cuốn sách được giới chuyên môn đánh giá cao, coi đó là một tài liệu quan trọng đóng góp cho ngành công nghiệp thép và cũng là thành quả của ngày hôm nay được nhận giải thưởng cao quý của Viện Sắt Thép này. Đây sẽ là động lực giúp tôi làm việc chăm chỉ hơn. Ngài Harry, hãy để việc đấy cho chúng tôi. Ngài không nên nhúng tay vào những việc này. Không được, tôi cần trực tiếp kiểm tra xem nồng độ sắt và phụ gia đã phù hợp chưa. Cần cẩn thận hơn mới có thể tạo ra loại thép tốt nhất được. Ngài ấy là giám đốc nghiên cứu mà lúc nào cũng giống y như công nhân, suốt ngày lăn lộn trong xưởng sản xuất thép, tỉ mẩn kiểm tra từng lò nung sắt như vậy. Ngài ấy đúng là một người làm việc tận tụy, say mê và có tâm với công việc, dù là việc nhỏ nhất. Ngài Harry, ngài xem này, đây là bản giới thiệu sản phẩm chào bán ra thị trường. Thế này thì không nên. Cậu theo dõi lò nung cho tôi. Anh xem bản nghiên cứu của tôi với bản anh công bố các thành phần hóa học trong thép cho khách hàng đã chênh lệch nhau khá nhiều. Tôi cho đó là một sự lừa đảo. Việc thép có tốt hơn hay không không quan trọng. Quan trọng là mọi người nghĩ rằng nó là tốt hơn và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho nó. Anh cứ lo việc nghiên cứu của mình đi, còn lại thị trường cứ để tôi lo cho. Dạ thưa, vừa có một bức điện gửi đến cho ngài từ nhà máy sản xuất vũ khí của quân đội Hoàng gia ở miền Nam ạ. Đây là vấn đề liên quan đến quốc gia. Họ cần anh nghiên cứu về việc cải tiến vũ khí đặc biệt là các nòng súng. Chúng bị mài mòn và gỉ sét rất nhanh. Tôi nghĩ việc này không hề đơn giản đâu. Tôi sẽ thực hiện nghiên cứu vấn đề này. Vài hôm nữa tôi sẽ đến miền Nam ngay để thực hiện thử nghiệm các loại thép có hàm lượng chrome khác nhau. Được thôi, tôi sẽ tôn trọng anh vì anh là giám đốc nghiên cứu. Vậy nên cứ làm công việc của mình đi. Chỉ e là anh bỏ thời gian công cốc mà thôi. Phải chế tạo ra một hộp kim không dễ mài mòn cho những nòng súng với công thức 12,8 chrome, 0,24% carbon, 0,44 mangan và 0,2% silicon. Hy vọng lần này sẽ thành công. Tại sao lại thế chứ? Đã 5 lần 7 lượt rồi, vẫn không vừa ý là thế nào vậy? Một mẫu thép carbon được đánh bóng và một mẫu thép chrome, cái nào không bị mài mòn và gỉ sét đi? Để xem. 12 ngày sau. Ôi trời ơi, thành công rồi. Hóa ra mẫu thép chrome vẫn sáng bóng giữa những mẫu thép khác, chứng tỏ nó chẳng hề sợ môi trường, khí hậu hay thời tiết nào hết. Để xem nó có biến đổi khi ngâm vào axit và kiềm không nào. Ngay cả ngâm vào axit và kiềm, nó vẫn giữ nguyên hiện trạng. Vậy là ta đã thành công. Đây là thanh thép không gỉ, có thể dùng để chế tạo nòng súng, giúp chúng không bị mài mòn và gỉ. Phải rồi, tại sao không ta? Mình sẽ ứng dụng kết quả nghiên cứu này về công ty thuyết phục ngài giám đốc sản xuất dao kéo. Chắc chắn đây sẽ là một ứng dụng tuyệt vời. Anh thấy đấy, kim loại này tôi đã nghiên cứu thành công và sử dụng cho việc lắp ghép nòng súng. Tại sao chúng ta không sử dụng nó để làm dao kéo, trong khi chất liệu bạc quá đắt mà vẫn bị xỉn màu? Ý tưởng dùng loại thép mới mà anh vừa chế tạo này để làm ra dao ư? Tại sao chứ? Tại sao lại không sử dụng nó? Tôi đã nghiên cứu kỹ càng và thử thách nó trong nhiều môi trường khác nhau. Nó vẫn bền bỉ, trong khi những hợp chất tương đương đều gỉ sét. Vấn đề là thép sẽ không thể rèn, làm cứng hoặc đánh bóng, và không thể mài sắt. Sử dụng nó làm dao là vô ích. Hãy gọi anh ấy là người phát minh ra dao mà không thể cắt. Bị chính sếp và công ty từ chối sản xuất, nhưng Harry Besley không từ bỏ. Ông tiếp tục tìm kiếm và đề nghị những ông chủ khác sản xuất dao bằng chất liệu thép không gỉ ông đã chế tạo ra, nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chối. Tôi đã thử nghiệm sản xuất dao bằng chất liệu thép anh chế tạo. Quả thực rất tuyệt. Chất liệu thép không gỉ này của anh sẽ mang lại giá trị công nghiệp rất lớn. Và không dừng ở việc sản xuất dao, tôi sẽ phát triển và ứng dụng nó trong nhiều dụng cụ hơn. Cảm ơn anh. Cuối cùng thì cũng có người nhìn ra được cốt lõi của phát minh này. Cuối cùng, bằng sự kiên trì, bền bỉ của mình, Harry Besley cũng đã thuyết phục được những chủ sản xuất khó tính nhất để sản xuất ra loại thép không gỉ mà ông đã chế tạo. Vào năm 1913, ông đã được nhận bằng phát minh độc quyền của nước Anh. Ông đã tổ chức sản xuất thép không gỉ ở quy mô lớn và thực sự trở thành người cha của thép không gỉ.